Chào các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình testnet ở trên mạng Terra nha các bạn. Dự án có tên là Vertex Protocol và hứa hẹn là nó sẽ có một chương trình Aerop dành cho những người tham gia testnet nhé Tuy nhiên thì chưa có thông tin nào cụ thể về cái chương trình Aerop này Thế nên các bạn cân nhắc trước khi tham gia nhé Các bạn cũng biết rằng cái mạng Terra à, Money Terra Money các bạn này Hiện tại thì à, cái dòng tiền đổ về cái mạng Terra Luna này đang cực kỳ mạnh Và cái giá trị của cái đồng Uh, Terra, Luna này cũng đang tăng trưởng cực kỳ là mạnh mẽ nhé. Và cái dòng tiền đổ về cái uh, nền tảng uh, Terra này đang đang rất là nhiều. Đấy, thế nên là những cái dự án mà phát triển ở trên nền tảng này sẽ là rất là hot và rất là tiềm năng nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia vào cái chương trình testnet của thằng này. Đầu tiên các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một cái ví đó là ứng dụng ví uh, ở trên uh, nền tảng của CS Chrome các bạn sử dụng ví đó là ví uh, Terra nhá đây này Terra Station này nếu như bạn nào mà chưa biết cách đăng ký và sử dụng cái ví này thì các bạn có thể xem lại cái video mình đã đặt ở phần mô tả cho anh em mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là cụ thể rồi và các bạn tham gia testnet thế nên là chúng ta sẽ sử dụng cái network là testnet để có thể tham gia vào chương trình à, uh, testnet của thằng này nha ok sau khi các bạn uh, sử dụng cái ví Terra Đấy, thì các bạn sẽ truy cập vào cái uh, cái uh, ví Faucet này Cái ví Faucet này là cái ví uh, cái nền tảng để chúng ta Faucet được những cái đồng token uh, Terra Thì các bạn sẽ điền cái ví của các bạn vào đây Các bạn lấy cái ví ở đây này Các bạn copy địa chỉ ví này Sau đấy các bạn nhấn vào phần này Các bạn nhấn Send Me Token để các bạn có thể nhận được cái đồng token thì các bạn sẽ nhận được 10 Luna ở trên cái uh, ví Tenet của các bạn Đây chúng ta sẽ kiểm tra nhé Đấy, các bạn sẽ thấy là 10 Luna này, 10 Luna. Tuy nhiên thì đây chỉ là mạng testnet thôi nhé, không có giá trị thực nhé các bạn. Đấy, nếu mà có giá trị thực thì chúng ta lại có khoảng tầm nghìn đô thôi. Đấy, nhưng mà tiếc là nó không phải là thực. Đấy, sau khi các bạn có được uh, Luna testnet rồi, các bạn truy cập vào cái địa chỉ uh, testnet, cái chương trình testnet của nó này, sau đó các bạn nhấn Let's Start. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện của nó như thế này. Đấy, thì ở đây nó có một cái bài viết hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết rồi nhé các bạn đấy thì các bạn vào đây và các bạn connect với địa chỉ ví Terra station wallet của bạn Đây, chính là cái ví của bạn các bạn nhấn connect để có thể kết nối với cái ví của bạn nhé nó sẽ tự động kết nối vào và ở đây thì uh, nó có những cái chức năng như là tray này pool ở đây thì nó có hai chức năng chính thôi chúng ta tham gia vào cái uh, Aerobe này thì các bạn cũng làm hai chức năng là tray và pool ở đây thì chúng ta sẽ cần phải deposit vào cái tài khoản và mở uh, position tức là mở cái vị thế của chúng ta đây thì uh, xem xem hướng dẫn nhá đây các bạn có thể xem hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết nó nằm ở đây rồi nhé. ok để có thể làm cái nhiệm vụ đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng là deposit nhá và cái đồng mà nó yêu cầu là đồng usd thì chúng ta sẽ phải bắt buộc thực hiện một cái thao tác đó là swap từ cái đồng Luna này ở trên cái ví testnet của nó sang cái đồng USDT các bạn sử dụng luôn đây này đây các bạn có thể ví dụ như các bạn sử dụng là 10 uh, Luna các bạn uh, chuyển sang USDT đấy thì các bạn sẽ nhận được 953 này các bạn nhập mật khẩu này đấy các bạn nhấn submit Ok, sau khi bạn tiến hành uh, swap sang thì bạn sẽ có USD USD Thì các bạn quay trở về cái nền tảng của nó và chúng ta deposit lên số lượng này. Tuyệt vời quá, cái nền tảng này chạy mượt thật anh em ạ. Phải nói là nó công nghệ của nó rất là đỉnh đấy. Nó thứ nhất là chi phí nó rẻ này, tốc độ giao dịch nó nhanh và cái 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 giao dịch của nó ngay ở cái mạng testnet nó rất là mượt mà rồi. Đấy cái dòng cái, cái uh, Luna Terra này nó rất là tiềm năng và nó được được nhiều người sử dụng là bởi vì như thế nhá. Đấy chúng ta sẽ chờ cho nó deposit lên này. Ok, sau khi bạn nạp tiền thành công rồi thì các bạn sẽ thấy này, à uh, transaction complete có nghĩa là ok rồi. Chúng ta thử luôn cái chức năng uh, withdraw nhá. rử một rút 100 uh, USD xem nào. Đấy thì các bạn à uh, post nó đây nạp rút rất là êm, rất là nhanh các bạn. Đấy thì anh em thử nhá. Đấy, transaction complex có nghĩa là chúng ta đã nạp rút thành công. Tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng chức năng tray và pool, tray và pool thì các bạn sẽ đánh ở đây đây là cái dạng đánh future ở trên DeFi nhé và nó hệ là hệ của 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 Luna, Terra Luna ấy thì các bạn cũng giống như các hệ khác thôi các bạn chọn long và shock và các bạn sử dụng đòn bẩy lên tới 44 x này ví dụ ở đây mình chọn đòn bẩy là 40 x thì mình sẽ chọn là long và mình sẽ đánh số tiền là 100 đô chẳng hạn đúng không mình sẽ đánh đòn bẩy là 40 đấy và mình sẽ vay được số tiền tối thiểu là 14.000 đánh chọn long này đấy. Ok ở đây thì cho số nó tròn lại thử xem nào. Lỗi gì nhỉ? Thử đánh cặp khác xem nào. Ở đây thì nó sẽ chỉ cho đánh những cái cặp nó yêu cỡ nó 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 có ở trên này thôi. Thì ví dụ như là đánh đây. Đánh số lượng, số lượng ít thôi số lượng là 500 sử dụng đòn 7 này không biết là đang gặp vấn đề gì nhỉ ở đây thì mình đánh shock thì lại được các bạn này đánh shock sử dụng đòn 7 thì lại được này có thể là cái cái đòn 7 của mình sử dụng quá nhiều ấy thế nên là nó không 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 cái lệnh mình không không khớp được đấy thì các bạn cứ thử hai cái lệnh này một là so long hai là shock thì các bạn à, thử sau đấy sau khi thử ấy thì các bạn sẽ thấy này cái lợi nhuận của bạn nó nằm ở đây Đấy, lợi nhuận khi nó các bạn xanh lên ấy, thì các bạn có thể nhấn vào phần close position Tức là đóng cái vị thế của nó để có thể là um, chúng ta sẽ chốt lãi hoặc chốt lỗ ấy Đấy, kiểu dạng như các bạn đánh future ấy, rất là đơn giản thôi Tiếp theo này, mình hướng dẫn luôn cái phần uh, pool nhá Phần pool thì các bạn có thể add cái liquidity vào cái cặp tiền này Ví dụ cặp uh, AUT và đồng UST nhá, các bạn add vào này Đấy, thì các bạn sẽ chọn cái số lượng USD mà các bạn muốn add này, các bạn muốn nhập 100 chẳng hạn nhá. bạn nhấn vào. Đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục là nhấn vào post này để có thể xác nhận cái lệnh ở trên trên trên, trên, trên uh, blockchain của nó ấy. Đấy thì ấy transaction complete rồi, xong. Là có nghĩa là chúng ta đã uh, nhận được tiền. Đấy các bạn có thể thấy lãi suất của chúng ta nằm ở đây và khi mà các bạn có lãi suất thì các bạn có thể nhấn withdraw để rút tiền về. Đấy, đơn giản như thế thôi đấy thì mình hướng dẫn anh em luôn nhé withdraw này các bạn with, rút tiền về này withdraw đấy đấy check in complete này Để các bạn tắt nó đi các bạn sẽ x bỏ nó đi và các bạn uh, loát lại thì các bạn sẽ thấy là cái pool của ta đã bị gỡ ra hết rồi đúng không bạn quay trở về dashboard kiểm tra cái số lượng tiền trong ví của người ta đây số lượng tiền tăng lên. Why? Tại sao số tiền lại tăng lên nhỉ? Có thể là chúng ta đã à add cái liquidity này vào nó tăng tiền lên à hay như nào nhỉ? À khó hiểu nhỉ. Đấy, thì các bạn chỉ cần sử dụng những cái chức năng cơ bản này thôi và khi các bạn sử dụng chức năng thì các bạn lưu ý một điều này, các bạn gặp những cái lỗi, những cái vấn đề gì mà các bạn cảm thấy là cái sai này nó đang bị uh, bị lỗi hoặc như thế này này ví dụ khi lúc nãy cái lỗi này chúng ta gặp phải đúng không? đây này, các bạn có thể dịch ra để đọc này. đối với tất cả giao dịch không thành không chúng tôi có thêm một hộp thoại để các bạn mở rộng thông báo lỗi chi tiết. Các bạn có thể xem cái phần show more này này. đấy, đấy ngoài ra thì ở đây ấy nó có một cái uh, kênh của nó là kênh discord, các bạn truy cập vào cái discord server của nó để làm gì? để chúng ta uh, phản ánh và các bạn feedback lại những cái lỗi, những cái uh, cái 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 ý kiến đóng góp của bạn để cho cái dự án này nó tốt hơn đấy thì cái ý kiến feedback ấy, những cái ý kiến feedback có giá trị ấy, thì sẽ có thể có cơ hội uh, nhận được những cái phần erop uh, từ cái dự án đấy càng 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 feedback những cái token có giá trị ấy, thì các bạn sẽ có được những cái cơ hội What the fuck? Hot dog. Train, train là train là tàu đúng không nhỉ? Thử xem nào. Ok, very thành công này. Thì các bạn vào phần uh, Không biết vào phần test fun này làm gì nhỉ? Các bạn vào phần feedback ấy, các bạn xem ở chỗ nó có cái mục uh, feedback thì các bạn vào OK, nếu bạn có câu hỏi gì thì bạn có thể vào cái uh, channel question này hoặc là bạn có thể vào cái mục tray để các bạn có thể báo cáo những cái lỗi uh, và những cái idea mà các bạn phát hiện ra để các bạn có thể có cơ hội nhận được cái phần thưởng đến từ chương trình Arop của thằng này nhé. Các bạn có thể vào những cái topic chat ở trong này để các bạn có thể Uh, trao đổi hoặc là các bạn đưa ra ý kiến đánh giá các bạn hoặc là các bạn uh, feedback lỗi lại cho đội ngũ dự án để nó hoàn thiện hơn cái dự án này nhé. Về đánh giá tổng quan của mình thì đây là một dự án cực kỳ tiềm năng và mình đánh giá rất là cao dự án này. đấy là bởi vì cái mạng của luna terra ấy, nó rất là ok và thứ hai là cái phần đánh, đánh future ấy, đánh future tức là là gọi là gì nhỉ đánh phái sinh ở trên hệ sinh thái của ở trên defi ấy thì nó rất là tiềm năng và nó là xu hướng của tương lai nhé các bạn. Thế nên các bạn à, à, đừng bỏ lỡ cái chương trình airdrop của thằng này nhé, chương trình uh, testnet của thằng này nhé. Nếu cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment của uh, comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Hãy nhớ nhé, Nhớ đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những video mới nhất đến từ channel của Thầy Sư phụ. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.